Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Tâm Linh 365 xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hoan hỉ chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của chúng tôi ngày hôm nay. Thay mặt ban biên tập chương trình, chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới quý anh chị và các bạn. Chúc quý anh chị và các bạn có một ngày làm việc suôn sẻ, may mắn và thành công. Quý anh chị và các bạn thân mến, ở video ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn về chủ đề tử vi hàng ngày, ngày 9 tháng 6 năm 2023 dương lịch của 12 con giáp. Quý anh chị hãy chú ý theo dõi, xem trong ngày mới này, con giáp nào sẽ gặp được nhiều may mắn, con giáp nào sẽ phải đối diện với những xui xẻo để có thể chủ động hơn trong công việc và cuộc sống của mình. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu về thông tin chi tiết. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết tử vi trong ngày 9 tháng 6 năm 2023 dương lịch. Âm lịch là ngày 22 tháng 4 năm 2023, tức ngày Mậu Tuất tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão, tiết khí mang trùng. Giờ hoàng đạo trong ngày hôm nay: Sắp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ tư mệnh, Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ Thanh Long, Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ Minh Đường, Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ Kim Quỹ, Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ Bảo Quang, Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ Ngọc Đường. Giờ hắc đạo: Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ Thiên Lao, Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ Nguyên Vũ, Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ Câu Trận, Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ Thiên Hình, Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ Chu Tước, Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ Bạch Hổ, Ngũ Hành Niên Mệnh Bình Địa Mộc, ngày Mậu Tuất tức Can Chi tương đồng là ngày Cát, Nạp Âm Bình Địa Mộc vị tuổi Nhâm Thìn tác Ngọ, ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ mộc. Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành hỏa cục, xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn, tam sát kỵ mệnh tuổi Hợi, Mão và Mùi. Xem ngày tốt xấu theo trực, trực định tốt về cầu tài, ký hợp đồng yến tiệc, tránh kiện tụng, tranh chấp và chữa bệnh. Tuổi xung này là Canh Thìn, Bính Thìn, xung tháng là Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ và Quý Mùi. Về sao tốt, thiên tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương, tuế hợp tốt mọi việc, giải thần đại cát tốt cho việc tế tự tố tụng, giải oan trừ được các sao xấu. Nhân chuyên đại cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu trừ kim thần thất sát. Về sao xấu, địa tặc xấu với khởi tạo an táng, khởi công động thổ và xuất hành, không phòng kỵ cưới hỏi, quỷ khốc xấu với tế tự an táng. Ngày kỵ, ngày 9 tháng 6 năm 2023 là ngày tam đương sát xấu, kỵ khai trương xuất hành cưới hỏi sửa chữa hay cất nhà. Hướng xuất hành, kỳ thần là hướng đông nam, tài thần là hướng bắc, hắc thần xấu nên tránh là hướng đông nam. Ngày tốt theo nhị thập bát tú, sao ngưu ngũ hành kim, động vật ngưu hay còn gọi là trâu, ngưu kim ngưu sái tuân xấu, tướng cứ tinh con trâu chủ trị ngày thứ sáu. Nên làm đi thuyền may áo, kiêng cữ, khởi công tạo tác việc gì cũng hung hại, nhất là xây cất nhà, dựng trại, cưới gả, trổ cửa, làm thủy lợi, nuôi tằm gieo cấy, khai khẩn, khai trương, xuất hành đường bộ. Ngoại lệ sau ngưu gặp ngày ngọ đăng viên, rất tốt. Ngày tuất yên lành, ngày dần là tuyệt nhật, không nên làm gì. Riêng ngày nhâm dần thì tạm được. Sau ngưu gặp chúng ngày 14 âm lịch là diệt một sát, không nên làm rượu, lập lò nhuộm, lò gốm và làm hành chính thừa kế sự nghiệp, kỵ nhất là đi thuyền. Sau ngưu là một trong thất sát tinh, sinh con khó nuôi, nên lấy tên sao của năm, tháng hay ngày mà đặt tên cho trẻ. Làm việc âm đức trong tháng sinh mới mong nuôi khôn lớn được. Nhân thần, ngày 9 tháng 6 năm 2023 dương lịch là ngày Can Mậu. Ngày Can Mậu không trị bệnh ở bụng. Ngày 22 âm lịch nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân, tránh mọi sự tổn thương và chạm mổ xẻ chân trích tại vị trí này. Giờ xuất hành theo lý thuần phong, giờ đại an tốt từ 11 đến 13 giờ và từ 23 giờ đến 1 giờ. Xuất hành giờ này mọi việc đa phần đều tốt lành, muốn cầu tài đi hướng Tây Nam. Giờ tốc khỉ tốt từ 1 đến 3 giờ và từ 13 đến 15 giờ. Xuất hành giờ này gặp nhiều điềm lành, niềm vui đến. Giờ lưu niên xấu từ 3 đến 5 giờ
và từ 15 đến 17 giờ, nghiệp khó thành cầu tài mờ mịt kiện cáo nên hoãn lại. Giờ xích cẩu xấu từ 5 đến 7 giờ và từ 17 đến 19 giờ, xuất hành giờ này hay xảy ra cãi cọ, gặp chuyện không ngay. Giờ tiểu cắt tốt từ 7 đến 9 giờ và từ 19 đến 21 giờ, rất tốt lành, xuất hành giờ này thường gặp nhiều may mắn. Giờ không vong tuyệt lộ xấu từ 9 đến 11 giờ và từ 21 đến 23 giờ, đây là giờ đại hung rất xấu, xuất hành giờ này mọi chuyện đều không ngay. Ngày xuất hành theo khổng minh, ngày thuần dương tốt, xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người giúp đỡ, cầu tài như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 9 tháng 6 năm 2023 dương lịch. Theo dõi tử vi trong ngày mới của 12 con giáp cho thấy rằng, đối với con giáp tuổi Tý, vận trình sự nghiệp tương đối khó khăn, người tuổi này được khuyên là cần nâng cao tinh thần tập trung để hạn chế những sai sót không đáng có xảy đến. Về vận trình tài lộc tương đối ổn định, con giáp này vẫn đang thực hiện tốt kế hoạch tiết kiệm, đồng thời còn giữ cho mình sự chuẩn bị tốt trước tình huống bất ngờ nảy sinh. Về mặt tình cảm tươi sáng, người độc thân có khá nhiều mối nhân duyên tốt đẹp. Bên cạnh đó, tình cảm vợ chồng cũng trở nên gắn bó hơn trước do cả hai cuối cùng tìm được sự đồng điệu trong cảm xúc. Theo tử vi phương Đông lại cho thấy rằng, danh vọng của tuổi Tý gặp nhiều may mắn hơn. Hơn nữa thì năng lực của con giáp này được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, bản mệnh được giao cho nhiều việc quan trọng. Chuyện tình yêu biến động, người độc thân bị cuốn vào một quan hệ mập mờ, người có đôi rơi vào tình tay ba, tình hình tài chính thì bình ổn. Điều đáng tiếc là bạn hay để vụt mất nhiều cơ hội làm ăn lớn. Theo dõi tử vi của từng con giáp tuổi Tý trong ngày mới cũng chú ý một vài vấn đề. Đối với người tuổi Bính Tý mệnh thủy, ngày xung của bổn mạng có nhiều biến chuyển thay đổi xảy ra trong ngày ngoại dự tính, công việc có kết quả nhưng cẩn trọng trong lúc thực hiện thì dễ có những rủi ro, sức khỏe cũng không được tốt. Tử vi tuổi Dậu Tý mệnh kim, ngày hôm nay hào tài do máy móc, xe cộ hư hao, cẩn thận khi di chuyển đề phòng tai nạn, gặp thị phi và khẩu thiệt. Tử vi trong ngày tuổi Nhâm Tý mệnh mộc, đây là ngày xung của bổn mạng, không nên tiến hành giao dịch những công việc lớn, sẽ gặp nhiều việc không may. Không nên tranh cãi bất hòa chỉ làm thêm rối ren, dễ bị hàm oan thị phi. Tử vi tuổi Canh Tý mệnh thổ là ngày xung của bổn mạng nên rất cần có sự thay đổi hoặc gặp tình thế đảo ngược bất ngờ khiến công việc gặp trở ngại. Sự nghiệp trong ngày hôm nay đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 2468, màu sắc cát tường là nâu, đỏ. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn và người tuổi Tỵ. Giờ tốt trong ngày là từ 2 đến 4 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Tý đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Tý có một ngày làm việc suôn sẻ, hanh thông và thuận lợi. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày 9 tháng 6 năm 2023. Trong ngày thứ 6, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu xuôi trèo mát mái, quý nhân giúp đỡ tận tình nên tuổi này chẳng cần tốn nhiều thời gian công sức để thực hiện các dự định của mình. Vận trình tài lộc được đà vượng phát, sự hỗ trợ của thiên tài giúp con giáp này nhận được phần thưởng bất ngờ trong công việc hoặc là có cơ hội đầu tư mới để nâng cao nguồn tài chính hiện tại. Vận trình tình cảm gặp chút rắc rối, lời khuyên dành cho bạn chính là hãy học cách trân trọng tình cảm của những người bên cạnh thay vì cứ mãi mơ mộng vào những lời hứa viển vông. Theo dõi về tử vi phương Đông lại cho thấy rằng công danh sự nghiệp của tuổi Sửu bình yên, không có quá nhiều xáo trộn trong thời điểm này. Tuy nhiên, cũng không được vì thế mà chủ quan, tình cảm buồn rầu con giáp này đang khiến người mình yêu cảm thấy ngột ngạt vì tính chiếm hữu và ghen tuông thái quá. Vận trình tài lộc vô cùng tốt đẹp, có thể triển khai ngay những dự định đang ấp ủ. Theo dõi tử vi trong ngày mới của từng con giáp tuổi Sửu nên chú ý một vài vấn đề. Đối với người tuổi Đinh Sửu mệnh thủy, đã đến lúc cần phải có sự thay đổi, bạn nên bỏ việc cũ, chuyện cũ mà hướng về tương lai. Ngày có chuyện dày già hoặc bị áp lực và trì trệ, tài lộc cũng không được phát triển. Tử vi tuổi Ất Sửu mệnh kim, có cái lợi hay cuộc vui chỉ đến trong chốc lát, không nên kéo dài, không tốt. Việc gì cần làm thì nên làm ngay, có cơ hội nhưng không nên có nhiều tham vọng quá. Tử vi trong ngày tuổi Quý Sửu mệnh mộc, cần phải đề phòng trộm cắp, mắc lừa, bội ước hoặc có người khác nhúng tay xen vào chuyện của mình. Chỉ nên làm việc bình thường, buôn ba nhiều cũng không có lợi. Tử vi tuổi Tân Sửu, vận trình tài lộc chỉ hé mở, chưa phải là lúc tiến hành đầu tư hay là hùn hạp. Ngày hôm nay tài lộc trung bình nên ghi xa. Sự nghiệp trong ngày mới đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao,
sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 2466, màu sắc cát tường là xanh, xám. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tý và người tuổi Ngọ. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 3 đến 5 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Sửu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Sửu có một ngày làm việc suôn sẻ, hành thông và may mắn. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày mùng 9 tháng 6 năm 2023 dương lịch. Ngày thứ 6, công việc của tuổi Dần đang đi vào quỹ đạo ổn định. Dường như tuổi này bắt đầu một ngày mới với tinh thần hăng hái và năng nổ, đồng thời cũng sẵn sàng để bắt tay vào những sự định mới. Vận trình tài lộc có chút biến động, có vẻ như các hạng mục đầu tư có dấu hiệu bị trì trệ do gặp một vài sự cố bất ngờ. Tốt nhất là bạn cần có kế hoạch chi tiêu ngay từ bây giờ để tránh rơi vào tình trạng túng thiếu. Vận tình cảm nảy sinh mâu thuẫn, tử vi cho biết bạn cần cố gắng cân bằng lại cảm xúc, tránh nói lời thiếu suy nghĩ mà làm tổn thương đến những người bên cạnh. Theo dõi tử vi trong ngày mới của từng con giáp trụ tuổi Dần nên chú ý một vài vấn đề. Đối với người tuổi Mậu Dần, mệnh thổ, nếu thấy có lợi thì bạn nên dừng bước và không nên tiến thêm. Trong ngày sẽ còn có nhiều chuyện bất lợi xảy đến, có tin buồn, tài lộc vào nhanh ra nhanh. Tử vi tuổi Bính Dần, mệnh hỏa, một ngày khá vất vả, có quá nhiều công việc đến cần phải giải quyết hoặc có sự cạnh tranh trời xấu ở trong tình thế gặp nhiều áp lực do nhu cầu đòi hỏi. Tử vi tuổi Giáp Dần, mệnh thủy, ngày hôm nay, con giáp này thích hợp với các nghề máy móc, cơ khí, điện khí, luyện kim, nghề khoáng sản, mai táng, gia đạo có chuyện buồn. Tử vi tuổi Nhâm Dần, mệnh kim, đây là ngày có sự hao tốn về tiệc tùng, mua sắm, gặp gỡ, ngày chỉ có những tin đem đến mà không có lợi, tài lộc kém. Sự nghiệp trong ngày đạt 4 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 4 sao, con số may mắn 62, 50, màu sắc cát tường là đen và trắng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Ngọ và người tuổi Thân. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 15 đến 17 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Dần đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Dần có một ngày làm việc suôn sẻ và hanh thông. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày mới, ngày 9 tháng 6 năm 2023 dương lịch. Vận trình công việc của Mão khá gian nan vất vả. Người tuổi này cần mạnh dạn chia sẻ khối lượng công việc quá tải với mọi người xung quanh. Việc sắp xếp công việc khoa học sẽ giúp cho bản mệnh đạt hiệu quả cao trong công việc. Vận trình tài lộc trên đà giảm xuống, chính vì thế mà con giáp này cần nhanh chóng chấn chỉnh lại việc chi tiêu của mình sao cho thật hợp lý để không vượt quá nguồn thu vào. Vận tình cảm thì được gắn kết, đây chính là thời điểm thích hợp để bạn sắp xếp lại tình cảm gia đình, cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn nhờ sự chia sẻ đồng điệu cảm xúc của người trong cuộc. Theo dõi tử vi trong ngày mới, từng con giáp tuổi Mão nên chú ý một vài vấn đề. Đối với người tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ, ngày hôm nay cần chụp lấy cơ hội đã đến lúc tiến hành khởi sự, không nên bỏ ngang sẽ không tìm lại được trong việc cầu công danh, tài lộc và tình cảm. Tử vi tuổi Đinh Mão, mệnh hỏa, trong ngày mới cho thấy có khách hoặc thân nhân bè bạn đến, công việc hay vấn đề tình cảm đã có sự hẹn ước từ lâu. Tử vi tuổi Ất Mão, mệnh thủy, chuyện mưu cầu về công danh, tài lộc, tiền bạc cần phải làm cho rõ ràng, dễ có sự hiểu lầm hoặc có người ý đồ tham vọng lấn lướt. Tử vi trong ngày mới tuổi Quý Mão, mệnh kim, ngày có nhiều tin tức hoặc gặp gỡ bạn bè, tài lộc trung bình. Sự nghiệp trong ngày hôm nay của con giáp tuổi Mão đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn trong ngày 35, 70, màu sắc cát tường là đen, nâu và trắng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn và người tuổi Ngọ. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 17 đến 19 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Mão đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Mão có một ngày làm việc suôn sẻ, hành thông và may mắn. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 9 tháng 6 năm 2023. Tử vi ngày mới đánh giá ngày hôm nay, tuổi Thìn con đường sự nghiệp không mấy thuận lợi, nguyên nhân là do có người đang cố tình phá hoại, cản trở bước thăng tiến của tuổi này. Hãy hành động khéo léo để vượt qua giai đoạn mới này. Vận trình tài lộc tương đối ổn định, dù kiếm được bao nhiêu tiền thì con giáp này cũng cần phải ưu tiên cho việc tiết kiệm nếu muốn được nguồn tài chính vững vàng trong tương lai. Vận tình cảm son sắt, những cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu có những khoảng thời gian lý tưởng để hâm nóng tình cảm. Một vài món quà nhỏ dù mang giá trị tinh thần cũng được đối phương nâng niu. Theo dõi tử vi trong ngày mới, từng con giáp tuổi Thìn nên chú ý một vài vấn đề. Đối với người tuổi Canh Thìn, mệnh kim, chuyện tình cảm kết bạn đính ước, hẹn ước thì phải có sự dè chừng, dễ vướng vào cảnh lôi thôi. Bạn cần phải có suy nghĩ hoặc là tham khảo chờ thêm tin tức mới.
hoặc là chỉ đồng ý trên nguyên tắc bằng miệng tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Thìn mệnh mộc, thứ sáu sẽ có người khác xen vào chuyện của mình, hoặc là thời cơ hội không chiều theo ý mình, tin tức đến là không tốt, có nhiều chuyện lo âu về công danh tình cảm, tiến lên thì bất lợi, chỉ gây thêm sự rắc rối, sức khỏe không được tốt lắm. Tử vi trong ngày tuổi Bính Thìn mệnh thổ cho thấy rằng hôm nay là ngày không tốt, bạn không nên mưu cầu những chuyện lớn lao sẽ rước lấy thất bại, hành sự nên cẩn thận, tình thế sẽ bị đảo ngược. Tử vi tuổi Giáp Thìn mệnh hỏa, cần phải có sự kiên nhẫn và có nhiều vấn đề nảy sinh gây trở ngại khó khăn, sẽ có kết quả tốt, sức khỏe không tốt. Sự nghiệp trong ngày hôm nay đạt 3 sao, tài lộc đạt 3 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 4 sao. Có số may mắn 05, 18, màu sắc cát tường là xanh lá và nâu, quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ và người tuổi Tý. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 9 đến 11 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Thìn đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Thìn có một ngày làm việc suôn sẻ, may mắn và thành công. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 9 tháng 6 năm 2023. Vận trình công việc của Tỵ ngày mai không mấy dễ dàng, một vài rắc rối bất ngờ tìm đến cho tuổi này ảnh hưởng thương quan. Trong tình huống như thế này, bản mệnh cần phải tỉnh táo để tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Vận trình tài lộc tương đối bấp bênh, có vẻ như con giáp này sẽ bị họa hao tài đeo bám, nên hãy thật hết sức cẩn trọng trước mỗi quyết định, cũng như là hạn chế mua sắm trong khoảng thời gian này. Vận trình tình cảm thăng hoa nở rộ, người độc thân hoàn toàn có thể có cơ hội để tìm đến nửa yêu thương cho mình. Người đã lập gia đình có thêm nhiều thời gian để trò chuyện với người bạn đời của mình. Theo dõi vận trình trong ngày mới, từng con giáp tuổi Tỵ nên chú ý một vài vấn đề. Đối với người tuổi Tân Tỵ mệnh Kim, cần phải có sự dứt khoát hoặc đình chỉ công việc hoặc là tình cảm kéo dài từ lâu, đã đến lúc phải thay đổi hiện trạng. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ mệnh Mộc trong ngày mới hôm nay, bạn cần phải có tình cảm tốt, vui vẻ, ngày có sự thay đổi về công danh cũng như tình cảm đã đến hạn kỳ cho công việc, tiền bạc cần phải giải quyết. Tử vi tuổi Đinh Tỵ mệnh Thổ trong ngày mới, dù gặp sự trắc trở, tranh chấp, cạnh tranh cũng nên có sự hòa nhã, nhu thuận để giải quyết sẽ có lợi, đề phòng sức khỏe không được tốt. Tử vi tuổi Ất Tỵ mệnh Hỏa, không nên theo đường lối cũ, đã đến lúc phải thay đổi phương hướng mọi việc làm cũng như là tình cảm. Sự nghiệp đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 1566, màu sắc cát tường là nâu, cam, tím. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tỵ và người tuổi Thân. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 5 đến 7 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Tỵ đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Tỵ có một ngày làm việc suôn sẻ, may mắn và hanh thông. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày 9 tháng 6 năm 2023 dương lịch. Tử vi ngày mới cho thấy rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra hanh thông, những ý tưởng sáng tạo của tuổi này được cấp trên đánh giá cao trong ngày. Đồng thời việc giao tiếp cũng cải thiện giúp cho bản mệnh xây dựng nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Vận trình tài lộc dư giả dồi dào, con giáp này hình như đang có nhiều cơ hội để nâng cao nguồn thu nhập khi được quý nhân đưa đường dẫn lối ở thời điểm hiện tại. Vận trình tình cảm kém sắc, cuộc sống hôn nhân phát sinh nhiều mâu thuẫn, nhất là trong những gia đình có nhiều thế hệ sống chung. Nếu muốn mọi chuyện vui vẻ trở ngại, các thành viên trong nhà cần có sự nhường nhịn bao dung lẫn nhau. Theo dõi tử vi trong ngày mới của con giáp tuổi Ngọ, cần phải chú ý một vài vấn đề. Đối với người tuổi Nhâm Ngọ mệnh mộc, ngày tuổi của bổn mạng, ngày có nhiều sự tranh chấp hoặc có sự âu lo nên cẩn trọng về từng lời ăn tiếng nói, không xen vào chuyện người có sự hiểu lầm. Tử vi tuổi Canh Ngọ mệnh thổ, ngày tuổi của bổn mạng, mọi việc đều xảy ra rất nhanh, cần phải bình tĩnh để ứng phó, hấp tấp vội vàng dễ gặp sự thiệt thòi, cẩn trọng trong việc di chuyển. Tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh hỏa, có nhiều sự phiền hà về tâm tình cũng như công việc nên cẩn trọng về hành động, lời nói dễ có sự hiểu lầm. Tử vi tuổi Bính Ngọ mệnh thủy, chớ nên manh động, làm càn chỉ rước lấy sự thất bại hoặc bị khiển trách, ngày có nhiều sự xung đột, mâu thuẫn, bị áp lực nên cẩn trọng khi sử dụng xe cộ. Tử vi trong ngày hôm nay tuổi Giáp Ngọ mệnh kim, ngày tuổi của bổn mạng, tất cả việc mong cầu đều chậm chạp, không nên hấp tấp vội vàng tiến hành hoặc giải quyết sẽ không phù hợp với thực tế. Sự nghiệp trong ngày hôm nay đạt 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao và tình cảm 3 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 4368, màu sắc cát tường là đen và xanh dương. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tuất và người tuổi Tỵ. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 3 đến 5 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Ngọ đã dành thời gian theo dõi video.
Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Ngọ có một ngày mới làm việc may mắn và hanh thông. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 9 tháng 6 năm 2023. Công danh sự nghiệp của tuổi Mùi diễn ra không mấy dễ dàng, tuổi này có xu hướng lên mặt khi đạt được một chút thành tựu trong công việc. Nếu không thay đổi điều này, bản mệnh có thể sẽ bị mọi người cô lập ở môi trường tập thể. Vận trình tài lộc vượng tiến dường như cơ hội nhận được hợp đồng lớn rất cao ở thời điểm này. Do đó, nếu nắm bắt tốt thì con giáp này sẽ có được một khoản doanh thu đáng mơ ước cho mình. Vận trình tình cảm tốt đẹp, bạn cảm nhận được rõ tình cảm của người ấy dành cho mình nên không còn cảm thấy cô đơn hay chạnh lòng. Người độc thân vì e dè nhút nhát mà bỏ lỡ nhiều cơ hội yêu đương. Theo dõi tử vi trong ngày mới của con giáp tuổi Mùi nên chú ý một vài vấn đề. Đối với người tuổi Quý Mùi mệnh mộc, ngày hôm nay có sự đi xa, có tin tức ở nơi xa đến, gặp lại người xưa cũ. Công việc của bạn nếu đã có sự dở dang từ trước thì nay lại tiếp tục, có lộc ăn hoặc quà cáp. Tử vi tuổi Tân Mùi mệnh thổ, giải quyết công việc thì không nên dựa vào tình cảm quen biết mà cũng không nên để cho người khác phiền lòng. Ngày đòi hỏi cần phải có sự khôn khéo trong việc giao thiệp, vui vẻ nên có ý kiến của mình về sự hợp tác. Tử vi tuổi Kỷ Mùi mệnh hỏa, trong sự di chuyển đi xa nên cẩn thận, có sự trắc trở hoặc gặp rủi ro chút ít nhưng cũng không đáng lo ngại, có tin vui về mặt tình cảm và gia đình. Tử vi tuổi Đinh Mùi mệnh thủy, ngày hôm nay trong tình thế không thuận lợi, không nên làm việc càn hoặc không nên dự tính hay ý kiến của mình, hãy thuận theo thời thế. Tử vi trong ngày tuổi Ất Mùi mệnh kim, cần phải thận trọng trong khi tiến hành công việc, có những sự việc xảy ra khiến bạn phải bỏ dở hoặc tạm ngừng hoặc phải đổi phương hướng, phương cách hành xử. Tài lộc tuy có nhưng phải có sự nỗ lực bền chí. Sự nghiệp trong ngày hôm nay của con giáp tuổi Mùi đạt 5 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 3 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 4633, màu sắc cát tường là nâu, kem, quý nhân phù trợ là người tuổi Thân và tuổi Hợi. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 7 đến 9 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Mùi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Mùi có một ngày mới làm việc may mắn và thành công. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 9 tháng 6 năm 2023 dương lịch. Ngày mai, 12 con giáp dự báo công việc của Thân diễn ra thuận lợi. Người tuổi này được đánh giá cao bởi những ý tưởng mới lạ, độc đáo. Song việc đó có thể đưa vào thực hiện hay không còn phụ thuộc vào năng lực và vận may bản thân mình. Vận trình tài lộc thì trên đà tăng tiến, con giáp này có thể làm chủ được nguồn thu nhập, đồng thời còn biết cách cân đối việc chi tiêu nên việc hao hụt tài chính đối với bạn hiếm khi xảy ra. Vận tình cảm hài hòa êm ấm, ngũ hành tương sinh phù hợp, phù trợ giúp cho bạn duy trì tốt các mối quan hệ với người trong nhà. Niềm vui được nhân rộng khi có sự đồng điệu trong cảm xúc, lý tưởng sống. Theo dõi tử vi từng con giáp tuổi Thân trong ngày mới cần chú ý một vài vấn đề. Đối với những người tuổi Nhâm Thân mệnh kim, việc đến thế nào thì làm như vậy, không nên nghe lời bàn tán của người khác, tài lộc chậm chạp, việc hoặc chỉ có lời hứa tin tức. Tử vi trong ngày tuổi Canh Thân mệnh mộc, hãy cố gắng tìm hiểu ẩn ý của người cần gặp hoặc là các nguồn tin đến với mình, nên lắng nghe dư luận ý kiến trong nội bộ sẽ có điều hay khiến cho bạn dễ dàng được giải quyết. Tử vi tuổi Mậu Thân mệnh thổ trong ngày hôm nay, không nên tính toán hoặc thay đổi tình hình hiện tại. Sự mong cầu về tin tức là không có, cầu tài lộc bất lợi. Tử vi tuổi Bính Thân mệnh hỏa, ngày xấu không nên tiến hành quyết định những công việc quan trọng, mọi sự đều nên cẩn trọng hơn. Sự nghiệp trong ngày hôm nay của con giáp tuổi Thân đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn trong ngày 4984, màu sắc cát tường là đỏ, tím, quý nhân phù trợ là người tuổi Dậu và người tuổi Thìn. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 3 đến 5 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Thân đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Thân có một ngày làm việc suôn sẻ, may mắn và thành công. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 9 tháng 6 năm 2023. Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra không mấy khả quan, dự báo có kẻ cố tình gây khó dễ. Khi người tuổi này đang làm việc, tốt nhất là bản mệnh hãy cố giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc của mình để không làm hỏng chuyện. Vận trình tài lộc lên xuống thất thường, tử vi khuyên con giáp này cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý bởi điều này sẽ giúp bạn không còn rơi vào cảnh cháy túi vào khoảng thời gian đầu tháng. Vận tình cảm tiến triển tốt đẹp, người độc thân tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp và tình yêu ấy có thể xuất phát từ tình bạn ban đầu cũng với sự kết hợp ăn ý của cả hai. Theo dõi tử vi trong ngày mới của tuổi Dậu nên chú ý một vài vấn đề. Đối với con giáp tuổi Quý Dậu mệnh kim, bạn không nên hấp tấp toan tính mọi việc
sẽ đem đến những bất lợi và phiền toái, có nhiều công việc cần phải đi hoặc gặp mặt thì mới giải quyết được. Tử vi tuổi Tân Dậu mệnh mộc ngày hôm nay, dù có kiếm được tài lộc cũng dễ có sự hao tốn, có sự sai hẹn và rời hẹn, không nên tin quá đáng vào những tin tức hoặc lời hứa, làm việc gì thì cũng nên nhanh chóng, không nên để lâu, có quý nhân phù trợ. Tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh thổ, nhiều việc mong cầu còn mơ hồ chưa rõ ràng, không nên hấp tấp, ngày có nhiều việc phải lo âu, gặp nhiều áp lực trở ngại, tài lộc chắc trở dễ hao tán, mọi việc chỉ nên ngồi yên một chỗ. Tử vi trong ngày mới tuổi Đinh Dậu mệnh hỏa, bạn không nên ngồi tại chỗ mà nên đi ra ngoài mới có lợi cho mọi việc, thuận lợi cho việc cầu công danh, đính ước, được lộc ăn, dự việc. Tử vi tuổi Ất Dậu mệnh thủy, việc đến thì nên tiến hành, cho dù có trở ngại chút ít thì sẽ có quý nhân giúp đỡ. Không nên mưu cầu chuyện tình cảm có tính lâu dài, việc vui chơi giao thiệp chỉ trong chốc lát. Sự nghiệp trong ngày hôm nay đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 3 sao và tình cảm đạt 5 sao. Con số may mắn trong ngày 15, 38, màu sắc cát tường là đen và trắng. Quý nhân phù trợ là người tuổi Dần và người tuổi Tỵ. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 15 đến 17 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Dậu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Dậu có một ngày làm việc suôn sẻ và hanh thông. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 9 tháng 6 năm 2023. Theo dõi tử vi dự báo, mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày diễn ra tốt đẹp, có tốt có xấu. Người tuổi này muốn hạn chế tối đa các sai sót có thể xảy ra bằng cách làm việc chỉn chu từng ly từng tí một, vận trình tài lộc có bước chuyển mới. Khoản tiền khấm khá trong khoảng thời gian này chính là món quà xứng đáng cho người chịu thương chịu khó. Hãy tiếp tục cố gắng để có nguồn thu nhập tốt đẹp trong tương lai. Vận tình cảm gặp chuyện phiền lòng, mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy gặp nhiều trắc trở. Niềm tin khi không được đặt đúng chỗ sẽ tạo cho bạn cảm giác mệt mỏi và thất vọng. Theo dõi tử vi con giáp tuổi Tuất trong ngày mới nên chú ý một vài vấn đề. Đối với người tuổi Giáp Tuất mệnh hỏa, ngày hôm nay bạn nên chụp lấy cơ hội đã đến lúc cần phải thực hiện, nhưng đây không có tính cách lâu dài. Nếu đã đạt được kết quả thì không nên tham vọng. Sức khỏe không tốt, ngày có nhiều chuyện bạn cần phải giải quyết. Tử vi trong ngày mới tuổi Nhâm Tuất mệnh thủy, ngày có sự gặp gỡ, gặp lại người xưa hoặc có tin tức của họ, có tin buồn về sức khỏe, ổn mạng, công danh. Tử vi tuổi Canh Tuất mệnh kim, cần nên kiên nhẫn và chờ đợi, sự việc sẽ tự nhiên đến. Không nên lo lắng khi có gặp trở ngại hoặc chuyện xảy ra ngoài ý muốn, tâm tình bất an. Tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh mộc, nên thu xếp vén khéo công việc. Đừng mong tin xa bên mình có kẻ dèm pha, ngày không tốt cho mọi việc nên cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng xe cộ. Sự nghiệp trong ngày đạt 3 sao, tài lộc đạt 4 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn trong ngày hôm nay 34, 91, màu sắc cát tường là đỏ, nâu. Quý nhân phù trợ là tuổi Hợi và tuổi Ngọ. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 12 đến 14 giờ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Tuất đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Tuất có một ngày làm việc suôn sẻ, hanh thông và may mắn. Tiếp theo là thông tin chi tiết tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 9 tháng 6 năm 2023. Vận trình sự nghiệp của tuổi Hợi trong ngày diễn ra trôi chảy êm đẹp. Người tuổi này nhanh chóng được cân nhắc lên vị trí cao hơn nhờ tinh thần làm việc hăng hái khoảng thời gian này. Vận trình tài lộc rủng rỉnh, nguồn thu nhập ổn định cùng với các khoản thu phụ giúp con giáp này có thể thoải mái chi tiêu trong ngày. Tuy nhiên, bạn cũng cần tiêu xài có chừng mực để tiết kiệm phòng trường hợp chuyện bất trắc xảy đến. Vận tình cảm giữ được sự ngọt ngào, bạn chẳng những gặp may mắn trong công việc mà còn được nâng đỡ nhiều trong chuyện tình yêu. Người độc thân sớm tìm được người bạn tâm đầu ý hợp với mình. Theo dõi tử vi của từng con giáp tuổi Hợi trong ngày mới cần phải chú ý một vài vấn đề. Đối với con giáp Ất Hợi mệnh hỏa, ngày thứ 6 nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc là tìm phương kế có lợi hơn mà làm theo lối cũ, có tin hoặc có quý nhân, tài lộc vào nhanh ra nhanh. Tử vi trong ngày mới tuổi Quý Hợi mệnh thủy, bạn cần chú ý, không nên tranh giành chuyện tình cảm hoặc cố chấp lấp liếm đi ý kiến của mình mà tranh cãi. Tử vi trong ngày tuổi Tân Hợi mệnh kim, việc sửa chữa, tu bổ, chữa bệnh, tài lộc vào ra thất thường hoặc chậm chạp, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, gặp lại người xưa cũ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc, ngày có nhiều sự âu lo, phải bôn ba cực nhọc, khó có kết quả như ý muốn. Sự nghiệp trong ngày đạt 5 sao, tài lộc đạt 5 sao, sức khỏe đạt 4 sao và tình cảm đạt 4 sao. Con số may mắn trong ngày 13-84, màu sắc cát tường là đỏ, tím, xanh. Quý nhân phù trợ là người tuổi Tý và người tuổi Tỵ. Giờ tốt trong ngày hôm nay là từ 5 đến 7 giờ.
Cảm ơn quý anh chị và các bạn tuổi Hợi đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị và các bạn tuổi Hợi có một ngày làm việc suôn sẻ, hanh thông và thuận lợi. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết tử vi trong ngày 9 tháng 6 năm 2023 dương lịch của 12 con giáp. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp cho quý anh chị và các bạn chủ động hơn trong công việc của mình. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào tín hiệu chuông để được nhận thông báo mỗi khi có video mới. Hoặc quý anh chị cũng có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.